Xin chào các bạn, quay lại loạt video hướng dẫn học Word 213. Thì tiếp theo các video trước thì chúng ta học tới phần tab thứ hai. Tab thứ hai đây là tab Home. Tab này là cực kỳ quan trọng. Tại vì Home là trang chủ đó, là cái tab hầu như các bạn thực hiện hầu như tất cả các thao tác là trên tab Home, là tab chính, là chủ yếu. Hay xử lý các bạn, tab này là cực kỳ quan trọng trong học Word 213. Thì tab này có một vài phần như thế này. Thì đầu tiên chúng ta vào phần thứ nhất đi. Phần này thì phân biệt được, các bạn phân biệt cho tôi là ký tự từ đoạn là gì. Rồi sau đó ta sẽ thực hiện các thao tác để chọn ha. Rồi chỉ vậy thôi. Thì đầu tiên các bạn mở file Word 213 ra. Đây, tôi có cái file Word đây. Đây là các cái đoạn các văn bản tôi đã đánh trước là mẫu cho các bạn. Đầu tiên các bạn phải phân biệt giùm tôi từ ký tự và đoạn. Từ là gì? Xin lỗi, ký tự trước đi. Ký tự là gì? Ký tự có thể là một cái bảng chữ cái alpha như thế này ha. Chữ x là gọi là ký tự. Và một chữ y là ký tự, chữ a là ký tự. Ngay cả cái khoảng trắng này thì cũng tính là một ký tự. Rồi tới chữ c, chữ chào này là bốn ký tự, nghĩa là ví dụ như tôi xin đặt rõ các bạn là tôi quét cái chữ xin chào như thế này là mấy ký tự. Thì chữ xin là 3 ký tự, chữ chào là 4 ký tự và thêm một ký tự khoảng trắng ở giữa là tổng cộng là 4 với 3 với 1 là tổng cộng là 8 ký tự. Hai ký tự là vậy. Ngay cả khoảng trắng cũng tính là một ký tự. Các dấu chấm hay dấu chấm phẩy đều là tính một ký tự luôn. Rồi, chúng ta phân biệt từ là sao? Từ có nghĩa là ví dụ như chữ xin này là một từ nè, chữ chào này là một từ nè, ha. Ví dụ như chữ xin chào này là hai từ. Ha, gọi là hai từ. Từ là cách nhau bởi một cái dấu khoảng trắng hay là kết thúc bằng một dấu chấm, ví dụ như chấm câu như thế này, chữ đây như cuối cái này đoạn này tới dấu chấm câu là hết, cái này là một từ. Rồi các bạn phân biệt được từ, ký tự và từ chưa? Còn tới phần đoạn, đoạn là sao? Đoạn có nghĩa là khi bạn đánh một cái chân bảng như thế này xuống dòng chưa phải là một đoạn ha. Khi kết thúc bằng một dấu chấm, chấm câu hay là chấm phẩy hay là chấm câu thôi chứ không phải chấm câu, chấm than, chấm hỏi là kết thúc một, xin lỗi các bạn, đó là một đoạn. Còn khi mà bạn đánh như thế này là kết thúc bằng một dấu chấm và kết thúc rồi bạn nhấn enter đó. Bạn hiểu không? Nghĩa là giả sử như tôi đánh hết tới đây, tôi nhấn enter xuống dòng, tôi nhập văn bản khác ha. Một tôi nhập vào một đoạn khác, tôi chấm cái tôi enter. À, nghĩa là khi bạn kết thúc bằng phím enter mới là tính là một đoạn. Như thế tôi quét cho các bạn thấy như thế này, quét như thế này là gọi là một đoạn đây. Rồi bạn phân biệt được đoạn chưa? Rồi tiếp tục chúng ta tới phần dòng là gì. Dòng có nghĩa là nguyên một cái từ đây tới đây tới cuối cái phần canh đề đây là một dòng. Còn đây là dòng thứ hai, nhưng dòng đây là dòng thứ ba, nghĩa là một đoạn như thế này thì nó có ba dòng, dòng một, dòng hai, dòng ba. Ha, rồi các bạn phân biệt được giùm tôi chưa? Ký tự, từ, đoạn, dòng, câu. À, xin nhắc luôn, câu là khi bạn kết thúc bằng một dấu chấm á, gọi là câu. Rồi các bạn phân biệt các định nghĩa đó. Chúng ta khi bạn hiểu được chúng ta mới tiếp tục được. Rồi chúng cũng đơn khá đơn giản, chúng ta tiếp tục tới phần dùng chọn nha. Các bạn để chọn một ký tự thì các bạn lít chuột trái vô cái đầu ký tự đó và các bạn rê chuột thôi. Đó, như vậy là tôi đã quét một ký tự rồi. Còn để các bạn chọn một từ á, từ là nghĩa là một chữ xin nhỉ, thì theo bình thường á thì các bạn không biết thì các bạn cứ nhấp vô chuột đây và các bạn rê chuột thì như thế hết một từ, đúng không? Thì để mà quét đúng cái học cái đúng cái như chúng ta học rất trình nhiều học Word á, thì không phải là chúng ta chỉ quét như thế đâu, nhiều khi chúng ta quét lố như thế này rồi sao, lố luôn khoảng trắng. Thì để mà đúng thì các bạn phải đích đôi chuột vô cái từ nào các bạn muốn quét, chúng ta muốn chọn cái từ đó. Ví dụ như tôi nhấn chữ chào đi, tôi nhấp đôi chuột hai lần vô đây, các bạn thấy chưa, đã tô dùng chọn lại chữ chào rồi. Giờ tôi nhấp vô cái chữ chữ hôm bự này hay chữ hôm viết qua này, thì tôi đích đôi chuột hai cái ha, thì nó đã chọn được cái chữ hôm này. Chứ không phải là các bạn rê chuột từ đầu tới cuối như thế này các bạn quét ha.
nó sẽ sort từ, sort ký tự. Rồi xong chúng ta đã chọn được cái tạo vùng chọn là ký tự hoặc từ rồi. Còn trường hợp các bạn chọn dòng thì như thế nào? Thì bình thường các bạn sẽ nói là bạn sẽ quét từ đầu đến cuối dòng như thế này ha. Như vậy thì cũng không đúng. Thì có khi các bạn quét quét thiếu rồi sao? Thì cách cách là thao tác làm đúng thì các bạn rê ra tới đầu, bạn rê ra tới đầu của cái dòng đó thì nó xuất hiện mũi tên như thế này. Bạn lít vào mọi nhấp chuột trái thì đây nha, nó chọn chọn nguyên cái dòng đó, vô tôi chọn dòng này. Thấy chưa? Đi chọn dòng thứ ba. Thấy chưa? Đó là cái cách chọn dòng. Còn cái cách mà để chọn nguyên một đoạn là sao? Đoạn thì bình thường các bạn sẽ nói bạn sẽ quét chuột như thế này, quét cho tới cuối như thế này, bạn nói là đã quét luôn một đoạn. Như thế này thì cũng khá đúng nhưng mà nó không không đúng như cái giáo trình hướng dẫn Word ha. Để đúng mà cách chọn thao tác cho đúng chuyên nghiệp á thì bạn lít bất kỳ một cái từ nào trong cái đoạn đó, bạn nhấp đôi chuột ba cái. Giả sử như tôi đó, tôi nhấp vào chữ xin này, tôi nhấp chuột liên tục ba cái nha, chuột trái. Bạn thấy chưa? Như thế là đã chọn nguyên một cái đoạn này luôn, rất là nhanh và rất là chuyên nghiệp. Rồi chùm chọn thì tôi chỉ hướng dẫn bạn bấy nhiêu thôi, là bạn chọn hãy chọn được một từ, một ký tự, một từ thì nhấp đôi chuột hai cái, một đoạn thì các bạn nhấp đôi chuột ba cái, bất kỳ từ nào trong cái đoạn đó nhấp được ba cái là ha, là chọn ký tự, chọn từ và chọn đoạn. Còn chọn dòng thì chỉ cần nhấp vô đầu dòng là chọn thôi ha, đơn giản như thôi. Còn mà trường hợp các bạn chọn, các bạn chọn các dòng, chọn cái nào cũng vậy, nhưng thì xin lưu ý bạn luôn là giữa phím shift và phím control. Phím shift là khi bạn chọn liên tục như thế này, giả sử như tôi muốn chọn từ cái chữ xin này cho tới chữ tiêu đề luôn, liên tục luôn, thì các bạn nhớ bạn đè phím shift ha, shift trên bàn phím đó, các bạn đè phím shift rồi các bạn đây, các bạn chỉ cần rê bất kỳ cái ký tự nào các bạn nhấp vô cái ký tự cuối cùng chưa, thì nó sẽ tô hết những cái từ đầu đến cuối của cái khi mà bạn nhấp chuột vào phần đó. Nghe shift có nghĩa là ý như là khi bạn quét liên tục đó, bạn tạo vòng tròn liên tục đó, giả sử như tôi muốn tạo vòng tròn từ đây xuống tới đây đi, thì tôi chỉ cần đè con shift và tôi nhấp vô cái chữ đầu ở đây, chữ đầu ở đây, và tôi nhấn vô cái chữ cuối của này, bạn thấy chưa? Tôi nhấn phím shift thì tự động các phần giữa tôi đã tô chọn hết. Nghĩa là shift là tạo vòng tròn liên tục. Còn không liên tục thì sao? Không liên tục thì các bạn chọn phím control ở phía dưới, ở bên trái phía dưới và phía mạng là nút control. Nghĩa là sao? Nghĩa là giả sử như tôi chọn chữ xin chào này, tôi muốn chọn tiếp cái chữ khác, cái chữ giống như tôi chọn chữ làm được đi, thì bạn đâu thể nào nhấn shift được, bạn phải nhấn control để bạn chọn. Đây, nghĩa là cái khúc giữa này tôi không chọn, thấy không? Thấy à? Giả sử tôi chọn tiếp cái chữ tiêu đề đi, tôi không muốn chọn cái chữ một đoạn khác này, thì bạn vẫn đều phím control thì các bạn quét chữ tiêu đề, thấy chưa? Dùng chọn bạn chỉ là những chữ này thôi, những cái chữ này tôi sẽ giả sử như tôi tô màu khác đi, đang là màu đỏ, tôi muốn tô thành màu xanh lá cây đi, thấy chưa? Dùng chọn tôi đã tô thành màu xanh lá cây rồi, thấy chưa? Đây, thấy chưa? Nói tóm lại là shift là bạn tạo vùng chọn liên tục, còn control nó là bạn tạo vùng chọn cách khoảng ha, cách khoảng trong đây. Bạn chỉ cần nhấn control thì bạn tô cách khoảng ha, thấy chưa? Bạn tô cách khoảng bất cứ cái nào.